Tiếp tục nha các bạn, mới nha. Đây là có một cái xe phát xuống miễn phí, thân lợi miễn phí luôn nè các bạn. Chị còn ở đây nhận kiểm nha. Lấy nội miễn phí tất cả các bạn. Đi mà sợ, đặt đặt ôm ba. Dạ, còn đây là... Đây là có một số bạn trẻ đang phát nhang là già phát ngay phát tài miễn phí luôn. Đây là mấy bạn này phát nhang miễn phí này các bạn. Nhang già phát qua miễn phí hết. Thì chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố cũng gần một nhằm đảm bảo để phục vụ khách thập phương đến viếng chùa và dâng hương cho bà.
chùa Bà Thanh Hậu có tổ chức một nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, khang trang. Mà bây giờ là quen là trong người ai sẽ rất là môi trường. Và bây giờ ở đây là bây giờ không cho xe du lịch vô nữa nha các bạn. Chỉ có xe Honda vô thôi, xe hai bánh vô thôi. Và để cho có tận tận đó, không có mày. Thank you.
tiếp tục lại đây có một đoàn nữa nè bạn. Đây là điện máy trung lão. Thank you.